Thấy không? Cho nên tôi là cái người tôi hiểu được cái gọi là cái gút mắt rồi đó. Nếu mà chúng ta bảo rằng chúng tôi có một cái niềm tin, chúng tôi niềm tin ông Trump, và hỏi cái ông đó là ông gì thì mình nói là như vậy. Tiếng Mỹ các anh kêu nó là vậy, Tây các anh kêu nó là vậy, Hồi giáo kêu là vậy. Tôi không biết như vậy tôi trả lời được một điểm nào hay không, có ai có thắc mắc gì khác không? Có thể mình còn hơn cả một tín ngưỡng đó là một đức tin cũng được. Nhưng mà nó có không phải là organized religion. Cho nên trong cái nguyên lý của hướng đạo chúng ta hôm trước bắt đầu nhập phá, tôi có nói là scouting is orderly but non-military. Có trật tự nhưng không phải là nhà binh. Civic but non-political. Tôi có in cái đó phát cho các trưởng hội chiều rồi đó. Công dân giáo dục nhưng không phải là chính trị đảng phái và quyền lực. Và cái thứ ba là religious but non-sectarian. Tức là khuyến đạo, khuyến một em để giữ một cái đạo nào đó. Đạo là người, đạo đạo trời, đạo dân được. Nhưng không được dùng cái tổ chức tôn giáo đứng ra để mà làm chủ một cái đoạn hướng đạo là không được. Tức là nếu anh mà là hướng đạo một cái tôn giáo mà anh làm chủ đoạn hướng đạo như gia đình Phật tử thì đó không phải hướng đạo. Nếu anh là thiếu nhi thánh thể, anh không phải hướng đạo. Thiếu nhi thánh thể là một đoàn thể thanh niên của giáo hội Công giáo La Mã. Và gia đình Phật tử là một đoàn thể thanh niên của giáo hội Phật giáo đã khác. Tuy nhiên ở bên Mỹ, đạo Mộc Môn là cái đạo mà ở cả cái tiểu bang Utah đó, họ xài 99% hướng đạo. Đến nỗi cái chữ mà ngành Kha, chữ Venturing là do họ là đó. Nhưng họ vẫn là non-sectarian. Tức là 1000 cái đoàn hướng đạo ở cái nước đó là hết 99, mình thấy 1999 cái đoàn là của đạo Mộc Môn bảo trợ. Tuy nhiên không có một em nào mà không đi đạo Mộc Môn mà bị cấm vào cái đoàn Mộc Môn. Miễn rằng không bị cấm vào và không bị dụ theo cái đạo đó thì chúng ta là đúng nguyên lý của đạo thế giới là non-sectarian. Hôm vừa rồi cách đây độ chừng 1 năm, khi mà các trưởng hiệp và đô học ở Brunei về thì tôi có qua bên đó đặng giúp cho các trưởng trong cái lễ bế mạc, và người ta có cho tôi một tập tài liệu mà đã cho trưởng đô với là trưởng hiệp học sắp như thế này. Tôi lên máy bay tôi ngồi tôi đọc là coi lại kỹ thì tôi thấy vế lê làm lạ là không, họ không nhắc tới chữ non-sectarian nữa, không nói sang, có nghĩa là tức là có lệ thuộc giáo hội hay không họ không thể nhắc tới. Và khi tôi về Mỹ tôi viết thơ tôi hỏi anh Rashid, anh không trả lời. Tôi nói tại sao, tôi thấy rằng hay là chính sách hướng đạo thế giới bây giờ đổi rồi, không còn non-sectarian nữa. Thì tôi hỏi anh thì anh không trả lời nữa đâu. Thành ra tôi biết rồi tại sao tài liệu không in, hỏi thơ không trả lời. Có nhiều cái trên đời này đó, mình hỏi người ta không trả lời, cũng như người ta hỏi mình nhiều cái mình cũng trả lời. Mà không trả lời cũng có thể là một sự trả lời. Tuần vừa rồi tôi ở bên Tân Gia Ba, tôi hỏi anh tiến sĩ, giám tiến sĩ đó, tôi hỏi về chế ứng đạo thế giới bây giờ có còn non-sectarian hay không. Thì ông nói rằng hồi xưa đó, hướng đạo mình đã làm nhiều cái quyết định sai lắm. Nhưng mà bây giờ đó, mà biểu hướng đạo thế giới mà nói rằng hồi đó tôi sai á, thì họ bây giờ họ nói. Cho nên họ mới nói thôi kệ, cái gì làm thinh đi, rồi lần lần nó theo thời gian rồi nó chết. Cái cách họ nói như vậy. Chết. Thí dụ những cái quyết định là hồi ở đó họ hướng đạo thế giới đẻ ra một cái tổ chức gọi là hướng đạo Công giáo thế giới. Mà nằm trong hướng đạo thế giới. Rồi sau đó mấy ông Hồi giáo thấy bên kia làm hướng đạo Công giáo thế giới, họ Hồi giáo cũng làm hướng đạo Hồi giáo thế giới. Từ cái ngày hai cái hướng đạo Công giáo Hồi giáo đưa ra, tình huynh đệ hướng đạo bị chia rẽ trên thế giới. Cho nên về sau này có một vị ở Á Đông của chúng ta tìm cách đẻ ra một cái gọi là hướng đạo Phật giáo thế giới. Đừng có nói người. Một vị Á Đông và hướng đạo thế giới cứ tìm cách là làm cách làm lơ đi, cũng không nói cho mà cũng không nói không cho nữa.
cũng giống như mình con cái mình bắt đầu nó xin gì mình cứ lần lơ hỏi, cứ lơ đi là mình biết ý rồi. Đó đại khái là để tôi thưa với quý vị đó những cái khúc mắc trong phong trào là bây giờ, nhưng mà đó nó hơi quá cao siêu để bây giờ trở lại cái hơi bình thường hơn một chút. Thì cái câu hỏi của trưởng nói về vấn đề tôn giáo, tức là nếu mà cái đoàn hướng đạo chúng ta mà do một cái tổ chức tôn giáo mà bảo trợ đó mà cấm người đạo khác vào đi trong đoàn thì cái đó sai cái nguyên tắc của hướng đạo và hướng đạo thế giới. Thì em thấy rằng là như vậy thì cái hoạt động chúng ta đang học ở đây và trong cái bối cảnh mấy chục năm nay thì hướng đạo thế giới nó thay đổi rất nhiều, thay đổi về những nguyên tắc hoạt động hướng đạo, chẳng hạn như là cho những người mà kinh doanh phát triển họ cũng có thể lãnh đạo, không phải lãnh đạo từ nhỏ lớn đó cũng rất rất hay. Cái thứ hai là những đẳng thứ mà lâu nay Việt Nam sử dụng về đẳng cấp, đẳng thứ hành nghề hành nghiệp lắm, chúng ta thấy nó gần như là lạc hậu quá mức đối với lại thế giới. Và cái quan trọng nữa là chúng ta thấy rõ ràng là trong cái lời hứa và trong 10 điều luật, hai cái quan trọng, một cái quan trọng là trong hai cái điều đó là thuộc về Trung Quốc, thuộc về Trung Quốc. Một số hướng đạo sinh già, những người lớn tuổi nhập xuống đạo sinh khoảng 50 tuổi tụi em trước 75 đã có lời hứa. Rõ ràng chúng ta thấy chữ Tổ Quốc là nơi mà ông bà mình, những người đã chết vì sông máu từ thời Ngô Quyền, từ thời Đại Trần Trinh gì đó, cái nơi này không thể bỏ được, cho nên lỡ đi Mỹ gì đó cũng không thể bỏ Tổ Quốc được. Như vậy thì bây giờ chúng ta trung thành với lại quốc gia, những cái khái niệm đó để nó làm cho chúng ta hơi mắc miếu trong vấn đề là trung thành với Tổ Quốc và vấn đề là bổn phận quốc gia đó. Thì hướng đến chúng ta có mạnh dạng trong hội đồng Liên Tiến Thành này có mạnh dạng, chúng ta nên thay đổi một cái quy trình mới để chúng ta hoạt động theo nó mà không có bị sự ràng buộc đó. Thì theo em hỏi là theo trưởng thì có nên mạnh dạng để mà thành lập trở thành một cái quy trình mới riêng cho cái Nam Kinh Cổng Siêu Niệm không? Cảm ơn trưởng Minh thì hỏi, trưởng Minh trật lất, tại trưởng Minh đâu có quyền trả lời chuyện này. Hỏi kiếm trưởng Minh không dám trả lời mấy cái chuyện này. Nhưng trưởng Minh chỉ trình bày cái nguyên lý của hướng đạo thôi. Nghe cho kỹ nha, trưởng Minh chỉ nói cái nguyên lý, còn đúng sai là chuyện của quý vị. Nói nguyên lý mà thôi. Và nếu có đề quyển trưởng Minh rồi mà đánh 100 roi hoặc biểu nói khác đi, trưởng Minh cũng không nói khác đi được hết. Không thể nói khác bởi vì nó là nguyên lý như vậy mà thôi. Cũng như Trưởng Minh đã từng làm cái tổng thư ký của Hội Hướng Đạo Việt Nam, đã làm cái ủy viên văn phòng thế giới. Mà bây giờ qua bên Mỹ người ta đàn Trưởng Minh bảo rằng ở nước Mỹ cũng có Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng Minh làm sao nói là nói có được, bởi vì nó không có. Ngoài lãnh thổ Việt Nam không hề có Hướng Đạo Việt Nam nào hết. Nó rõ ràng như vậy mà họ bắt Trưởng Minh phải nói là phải có. Mà mình nói không có là họ không chơi với mình, họ chụp mũ mình, họ nói xấu mình, họ hại mình, thì mình cũng phải chịu thôi. Bởi vì quý vị biết tại vì là bởi vì sai nguyên lý của hướng đạo. Ngoài lãnh thổ quốc gia không có cái hội hướng đạo của cái nước đó ở ngoài lãnh thổ quốc gia, ngoại trừ những phần gọi là overseas đó, tức là gọi là hải ngoại. Thí dụ người Pháp ngày xưa đến nước ta, người Pháp chỉ có liên hội nhân đạo Pháp thôi. Rồi người Pháp mới đem một cái người Pháp mới đề lập cho một số đoàn hướng đạo Pháp ở tại Việt Nam mình cho con em của người Pháp qua cai trị nước chúng ta. Thì mấy đứa nhỏ nó đi mấy cái đoàn hướng đạo Pháp nó nằm trong những cái trường Tây. Cho nên những cái đoàn hướng đạo Pháp ở trong các trường Tây như anh Pesaro thì mình tìm cái hồi xưa đó, đó là những đoàn hướng đạo bên Pháp mà nó hải ngoại qua tại Đông Dương. Rồi những người nhà giàu của Việt Nam chúng ta có dịp mới đi học trong những cái trường Tây đó, rồi cũng chơi hướng đạo theo Tây, rồi chạy về nó con đi xì cút, con đi xì cút, con đi xì cút. Thì cha mẹ hỏi xì cút là gì? Nó là xì cút, là xì cút, thấy không? Chứ hồi nó làm gì có chữ hướng đạo. Đại khái nó như vậy. Rồi sau đó thì trưởng Hoàng Đạo Thúy của chúng ta mới nói rằng cho mấy em nhỏ trong trường của tôi đi cắm trại, khi nó đi cắm trại rồi nói thôi cho nó theo cái luật và lời hứa và luật, thì dịch cái lời hứa và luật hướng đạo Pháp cho các em nó giữ. Ban đầu tôi hứa bằng tiếng Tây, hồi xưa các anh tôi hứa bằng tiếng Tây hết, chứ không ai tôi hứa tiếng Việt đâu, phải học trường Tây mà. Cho nên những đoàn đó, rồi lần lần đến 1945 khi chúng ta độc lập, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa độc lập, thì 1946 mới có Hội Hướng Đạo Việt Nam. Và Bác Hồ đã làm chủ tịch danh dự của Hội Hướng Đạo Việt Nam 1946. Nhưng sau đó vì chiến tranh Pháp Việt cho nên hướng đạo ngoài miền Bắc đã chậm trở lại. Nhưng mà cho tới giờ phút này, theo như tôi biết thì chưa có một cái văn thư nào hủy
cái hồi hướng đầu năm 1946 cả. Đó là như vậy. Và cái lời hứa